mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường, mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Minh Kha đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin tức rất hot trong ngày, đó chính là Qualcomm vừa giới thiệu dòng chip series giá rẻ của mình, 4 series. Tuy nhiên thì cái điểm đặc biệt của con chip này đó chính là nó có công nghệ 5G và GPU của nó đang sử dụng GPU Adreno 619. Đây là GPU còn mới hơn cả là GPU của Snapdragon 720-730 các bạn nhé. Đây là một điểm rất là đặc biệt và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm hiểu luôn nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì với những bạn nào đang có nhu cầu là mua laptop cũng như PC thì có thể đến ngay trungtran.vn. Tại đây cam kết cho các bạn bán ra với một mức giá rẻ nhất, đi kèm với đó là chất lượng tốt nhất. Thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Về thông số thì con chip này nó sẽ có chúng ta là 8 nhân, bao gồm là 2 nhân hiệu suất cao, Cortex A76, có xung nhịp tối đa là 2GHz. Đi kèm với đó là nó sẽ có tới 6 nhân tiết kiệm điện năng, Cortex A55 có xung nhịp là 1.8GHz. Đây là một cái phần xung nhịp rất là cân bằng. Thực ra thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà so với lại những con chip hiệu năng cao bây giờ ấy, những con chip mà kiểu dạng flagship như Snapdragon 888 ấy, chúng ta có thể thấy được rằng cái sự chênh lệch giữa con chip hiệu năng cao cũng như là con chip hiệu năng thấp nó sẽ lên tới là gần 1GHz. Đó. Với một cái hiệu suất cao thì chúng ta sẽ có là khoảng gần 3GB. Còn đối với lại một con chip giá rẻ thì cái hiệu suất xung nhịp thấp của nó thì chỉ dừng lại là khoảng 1.8 thôi. Đó, và cao thì nó không thể nào lên tới là được 2.5 hoặc là 3GB như là những con chip hiệu năng cao được. Đó, cho nên là đây là một cái thông số nhìn chung là nó cũng không có sự khác biệt nhiều lắm trong cái quá trình xử lý. Đó, nó tăng cái xung nhịp thì để nó giúp cho chúng ta có thể load app nhanh hơn thôi. Đó là về mặt CPU. Còn nói về cái điểm mà mình thấy hơi bị bất ngờ đó chính là về cái phần GPU Adreno. Thì con này nó sẽ có chúng ta là một GPU Adreno 619. Thì nó sẽ là mới hơn một tí so với lại GPU Adreno 618 có trên Snapdragon 720G mà hôm trước là mình đã từng làm video về cái chiếc Oppo Reno 5 rồi. Thì xét về mặt trải nghiệm chơi game thì từ trước giờ đối với lại con chiếc Snapdragon thì nó luôn luôn cho ra một cái khả năng tối ưu rất là tốt. Nên thành ra thì về mặt hiệu năng mình nghĩ rằng là về mặt tối ưu chứ thì chúng ta cũng không cần phải quá là so đo nhiều. Và trước đây thì chúng ta cũng có một cái con chip đó chính là Snapdragon 450. Đây là một con chip mà được xem như là kiểu là con chip hạ xuống của chiếc Snapdragon 625 đó. Và hiệu năng thì nó cũng không còn đủ để có thể là chúng ta chơi được thoải mái những cái tựa game như là Liên Quân Mobile, Bungie Mobile hoặc là Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến. Đủ thì cũng có, nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta đẩy lên với mức cấu hình cao hơn, ví dụ như 60fps chẳng hạn, đối với là hai tựa game MOBA được xem như là một cái mức cấu hình tối thiểu để giúp cho chúng ta có thể là xử lý tốt ấy, thì không được. Thì đây mới là một cái vấn đề. Và với con chip Snapdragon 480 khi mà nó được kết hợp có thêm công nghệ 5G nữa thì mình nghĩ là cái cấu hình của nó chỉ dao động tầm khoảng là không đến Snapdragon 660 đâu, mà nó cũng sẽ nằm đâu đó ở ngưỡng Snapdragon 632 thôi. Đó là kiểu tối thiểu, tối đa. Thì GPU về mặt điểm số nó sẽ dao động tầm khoảng là 18 đến 20 nghìn điểm. Thì đây cũng là một điểm số mà nhìn chung thì đáp ứng thì cũng chưa đủ, nhưng mà nó vẫn sẽ gọi là ok trong quốc gia này. Với con chip như thế này, công nghệ 5G là một công nghệ xu hướng tương lai và ở thời điểm hiện tại bắt buộc phải có trên những thiết bị giá rẻ. Tại vì nó đã có khoảng là hơn một năm rồi, tức là bây giờ tính ra thì cũng đã khoảng là một năm rưỡi rồi kể từ khi công nghệ 5G và cũng như là những con chip 5G đầu tiên hỗ trợ được ra mắt. Nên thành ra thì bây giờ chính là lúc mà phổ cập 5G đến phân khúc giá rẻ. MediaTek đã làm rất tốt điều đó và rõ ràng thì Qualcomm họ cũng không thể nào mà từ chối được cái miếng bánh ngon này, nên là bắt buộc phải nhảy vào thôi. Điều này rất là dễ hiểu, điều này là điều tất yếu luôn. Đó, và rõ ràng thì với một con chip Snapdragon thì nhìn chung nó được xếp như là kiểu giá rẻ các thứ này kia, nhưng mà mình nghĩ rằng là mức giá nó vẫn sẽ cao hơn nhiều so với lại con chip đến từ MediaTek. Các bạn có thể thấy này, với con chip Snapdragon 480 như thế này có hỗ trợ 5G thì cái mức cấu hình mình nói nó chỉ dao động tầm khoảng là cỡ Snapdragon 632 thôi, trong khi là con chip Dimensity 720 5G, con chip rẻ nhất của MediaTek, thì nó đã được trang bị trên một thiết bị có mức giá là dưới 3.5 triệu trước đã. Và đi kèm với đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái mức cấu hình của nó có thể là xếp tương đương về mặt điểm số các bạn nhé. Tại vì Liên Quân thì nó chưa được tối ưu đó, thì nó có thể ngang với lại con chip Snapdragon 720 về mặt điểm số. Và trải nghiệm thực tế thì rõ ràng đối với lại tựa game Liên Quân Mobile thì chúng ta không được tối ưu thôi, nhưng mà đối với lại cái tựa game Bossy Mobile cũng như là Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến thì nó cho ra một trải nghiệm rất là mượt mà. Như vậy thì nhìn chung, mặt bằng chung thì với con chip Snapdragon 480 như thế này, chúng ta vẫn có thể thấy được điểm sáng và cái sự gọi là kiểu muốn phổ cập 5G của Qualcomm.
Đó, và cái điểm mà nó ăn đứt cái con chip MediaTek ở đây đó chính là về mặt tối ưu thôi, với mọi tòa game, với mọi từ game đó. Còn lại thì xét về mặt hiệu năng thì nó sẽ không bằng, điều này là chắc chắn không thể nào so sánh được đó. Cho nên là cũng là một điều mà nó khiến cho chúng ta phải cân nhắc nhiều. Và camera thì con này nó sẽ hỗ trợ tối đa là cái độ phân giải 64 megapixel, cũng dễ hiểu thôi, tại vì chúng ta cũng không cần phải lên tới là 108 hay là 192 megapixel như là những con chip flagship, rõ ràng không cần. Và con này thì 64 thì nó là kiểu gọi là tối đa và không cần thiết phải nâng cấp lên, tại vì là những con chip đó nó đâu có được trang bị những cái trên những chiếc máy cao cấp đâu, đâu được trang bị những cảm biến xịn đâu, và nếu như mà trang bị một cái độ phân giải cao hơn đi chăng nữa thì nó cũng đâu có bao giờ nó xử lý nhanh được. Cái hiện tượng nghiễn của chai này chúng ta đã thấy trên con chiếc Snapdragon 730 khi mà cố nhồi nhét cái cảm biến 108 megapixel trên cái chiếc Mi CC9 Pro hoặc là Mi Note 10 của Xiaomi, thì năm ngoái chúng ta có thể thấy được chụp rất đẹp. Tuy nhiên thì khi mà để xử lý một bức ảnh có độ phân giải lên tới 108 megapixel rất là mất thời gian, và gần như chúng ta chỉ có thể là chụp trong điều kiện là cảnh tĩnh chứ không thể nào mà chụp trong những điều kiện mà cảnh chuyển động được, tại vì nó sẽ bị delay mà. Đó cho nên là mình nghĩ rằng là cái việc mà tối ưu về cái mặt hiệu năng cũng như là cân bằng về cái mặt xử lý đó các thứ, thời gian này kia, thì rõ ràng là con chip này nên dừng lại khoảng 48 megapixel là đủ rồi. Mình nghĩ rằng là trang bị lên tới 64 megapixel thì chủ yếu là về mặt marketing thôi, ừ, chứ không ai dùng đâu. Dơ lên thì những người sử dụng phổ thông thì họ chỉ dơ lên họ chụp chứ họ không bao giờ chuyển sang cái chế độ cao làm gì. Độ phân giải cao nó rất là thừa thải và cực kỳ mất thời gian để xử lý cho một con chip yếu như thế này. Và con chip này nó sẽ được lắp đặt modem Snapdragon X51 hỗ trợ mạng 5G. Con chip này thì nhìn chung là nó cũng không có gì quá mới mẻ đâu. Và chắc chắn là cái tốc độ xử lý của nó thì nó cũng nghĩ rằng là có thể là được xem với lại những chip MediaTek thì ok rồi. MediaTek thì mình cũng chưa có cái gọi là cái khoảng thời gian trải nghiệm thực tế với lại những chip 5G đó về test tốc độ. Nhưng mà hy vọng thì mình nghĩ nó sẽ vẫn sẽ đáp ứng rất là ok thôi. Theo như một số bài báo gần đây thì nó sẽ nhanh lên tới là gấp 8 đến 10 lần so với lại cái tốc độ 4G, thì đây cũng là một điểm mà chúng ta rất hy vọng, mặc dù là chỉ là mới mạng 5G thử nghiệm thôi. Hy vọng thì trong năm 2021 thì với dịch Covid đang được kiểm soát tốt như thế này thì Việt Nam sẽ nhanh chóng triển khai, các nhà mạng sẽ nhanh chóng triển khai trên những thành phố lớn chính thức để mình cũng sớm được trải nghiệm. Đặc biệt là cái điểm này mình rất là tò mò, tại vì là những cái chiếc máy đến từ Trung Quốc ấy, đó, thị trường sách tay ấy, thì mình đang rất tò mò liệu nó có được test, liệu nó có chạy được mạng 5G ở đây hay không, là một điều mà mình rất là quan tâm. Nhưng mà thường thì như các bạn đã thấy 4G Trung Quốc về đây thì dùng bình thường mà, có vấn đề gì đâu. Như vậy thì khả năng cao thì với công nghệ mạng 5G thì chúng ta cũng sẽ chung băng tầng nữa thôi. Đó, sử dụng rất là thoải mái. Đó là mình xét về quá khứ, chứ còn thực tế thì không biết như thế nào. Phải test thực tế thì mới biết được, chứ không ai khẳng định bây giờ được cả. Đó, và theo như Qualcomm công bố thì những chiếc máy mà được trang bị Snapdragon 480 5G sẽ có mức giá thành rẻ hơn khoảng $125 so với lại con chiếc Snapdragon 690 5G, là được xem như là con chip rẻ nhất ở thời điểm hiện tại đã được trang bị trên những thiết bị thương mại rồi. Đó, rẻ hơn $125. Nếu mà xét trên mặt bằng chung, các bạn có thể thấy được rằng nó sẽ tương đương so với lại cái rẻ hơn khoảng là hơn 2 triệu, gần 3 triệu đó. Thì như vậy con chip này nó sẽ sớm được trang bị trên những chiếc máy 3 triệu chính hãng trong năm 2021 này. Nhưng mà mình nghĩ là nó dao động tầm khoảng là trên dưới 3 triệu là hợp lý trong chip Snapdragon 480 5G này. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về con chip này thì xin hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.